Ủa sao bác cuốn ở ngoài vậy? Ở đây nó có chuông ta đây. Đưa dẫn vậy. Nha nha nha, vô nha. Có người ra rồi. Mất tiền. Dạ cũng gần đây. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ dạ không có sao con. Mới đi tập thể hình vậy. Mới dạ con mới đi dẫn về. Con cảm ơn con nha. Dạ dạ. Con nghe tiếng chó sủa mà tại đang trên bếp. Con bé này nó không sủa gì chân. Nó vậy đó con ơi. Chạy ngang ngoài kia thấy nó ngồi đây. Cảm ơn con nhiều dạ. Nha.